Sáng nay ngày 7 tháng 7, Bộ Y tế đã tiếp nhận 97.110.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer BioNTech tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine của Pfizer BioNTech cho Việt Nam trong năm 2021. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, sau một tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng cung ứng, hôm nay Việt Nam đón lô vaccine đầu tiên. Ông cũng chia sẻ mong muốn Pfizer đảm bảo tiến độ cung ứng 31 triệu liều trong năm 2021, đồng thời cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Ông John Spau, Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pfizer Việt Nam cam kết sẽ cung ứng vaccine một cách công bằng nhất. Dự kiến trong tháng 7 sẽ thêm các lô vaccine COVID-19 của Pfizer về Việt Nam. Đại diện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng cho biết chính phủ Mỹ đã cam kết cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho cơ chế COVAX và hỗ trợ hàng trăm triệu liều vaccine cho các quốc gia, trong đó 2 triệu liều vaccine Moderna sẽ về Việt Nam sắp tới.